Hello anh em Chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình Xuyên không trở thành thánh mạnh nhất thế giới tu tiên Từ 180 Liên phun bộ nam với Phòng, mô tả nhé <laughs> Bây giờ muốn chạy cũng đã muộn rồi Hơn nữa có lửa hôm nào mà để chết chết sư phụ yêu ở đáng thường Không mới giúp đỡ rơi vào trong tay ầm mưu của đám người xấu xa kỳ sau xin ah, lấy đó Người đã sắp tới 3 ngàn Hả còn nói cái gì à, dạ, sư phụ số, Con sai rồi Con nói ơi ah, con giúp ah, nuôi đạo viên lửa Cũng không từ Nhưng mà con cũng không cần phải lo Ta gặp nạn. Hiện nay cái thích lộ và mắt ta à, Ngon mấy vị sư phụ của con ra Thì con chẳng còn ai Vậy sư phụ con sửa cái gì chứ Lúc trước nghe nói anh nghe nghiêm trọng như vậy Con còn tưởng là Con không phải dược sự Đương nhiên không hiểu rồi thế gian này rực lớn Không phải là có tu tiên giả Ở thế giới y mà niệm yếu Tu tiên giả có thể dễ dàng nằm giữ được tính mạng của người bình thường này Nói như vừa vợ, vợ cũng đã bị người tu hành lung loạn này Thì mấy người bình thường đến quyền lợi lòng người cũng đã mất sầu Sư phụ Không ngờ tấm lòng có hoa đi tiền tử Lại rộng rãi tới như vậy Quỳ lùi như từ mẫu chính là như vậy thôi nhưng mà người chuyện này ra, tao và mấy vị sư phụ khác cũng có đánh cược rồi. Đại sư phụ của con nhìn trong tỷ sư mùi kia, bởi vì ta lại nói thế nào, thì cũng phải nhanh chóng ra tỷ bồi dưỡng một hạt giống tố chưa? Đánh cược hạt giống tố á? Sư phụ à, mọi người tính làm cái gì? À, cái này hả? <laughs> không có chuyện gì nữa. Mọi người xem đây là cái gì? Lúa, à không không đúng. Đồ nóng này không phải là tục pháp hay hóa bình thường. chân lẽ là từ ngoại? Thần hóa đó chẳng phải là sinh ra thông vật sinh ra trời đất sinh ra sâu Đúng vậy Đây chính là thần hỏa Uy lực thì thần hóa vô tận Là hung bào dị thường Cho dù có bậc thánh vườn cũng sẽ bị đốt thành tro Nếu như tùy tiện chạm vào Nhưng mà đây cũng là ngọn lửa Mà vô số luyện đàn sự mong ước có được Chỉ có nó thì là có thể tùy ý điều khiển lửa quan trọng nhất khi luyện chế đang dược. Đồng thời cũng có thể giữ dàng được linh khí trời đất thấm Thấu vào trong dược vật, khi cho nó đã tới sự cân bằng hoàn mỹ mà cả đời luyện đàn sư bên thường cũng không làm được. Chẳng trách họ diệp đại nhận là dám để cho sư phụ tiếp nhận thi đấu luyện đàn, hòa ra lại đến truyền thân hóa cho sư phụ. Như vậy có phải có vòng bột khổng tiên từ đại nhận, mặc dù lúc công tử bản lĩnh siêu cạo nhưng mà lĩnh hỏa thần hỏa này có sớm qua hay không? Đúng vậy, cho dù là dự tính ban đầu là tốt, nhưng lấy mạng của hắn rời cực là quá nguy hiểm rồi. Mồm tiên tử suy nghĩ lại ừ. Phần tục lắm Xem ra trận chiến tranh giành vợ đủ đỡ này Cũng chưa chắc là người thắng được đâu Lao đại à ừ. Quả nhiên Là bọn họ đã có cái thứ gì đó Gờ gốm lắm rồi à, <laughs> Các ngươi yên tâm đi Ta còn chưa tàn nhẫn tới mức đầu đầu Hơn nữa hình như các người Đã có thần giấy trước mắt này yếu quá rồi đó Yếu Hắn còn yếu sao ý người là đi rồi con cũng đã đưa thần hóa ra cho bọn họ xem đi hả à... Ai... sư phụ à cái cái, cái cái gì Hẳn ta cũng có một đó thần hóa sâu còn phải tên vượng cấp đều có thể chứa ngự được thần một người sao chưa tại sao lục công tử lại dốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào à, <laughs> có thể tôi lại chưa sư phụ à mỗi lần triệu hóa ra cái nị tới lại của con đều tục dốc phòng phần. Không phải lúc cần thiết thì con thực sự không muốn dùng nó. Người nhân vậy còn làm sao dùng nó đi. Sau đó thì bắt đầu luyện đàn. Đừng có dội, bây giờ con đã bắt đầu từ sớm rồi. Bởi thứ nhất thì con phải khiến cho thần hỏa thành đồ của mình theo ý nghĩa thực sự trước khi mới được. Đồ của mình đó. Đúng vậy, hiện tại con sử dụng thần hỏa như vũ khí. Đương nhiên sẽ trở như trời bàn tay. Nhưng nếu như con sử dụng nó để luyện đàn thì kiểm soát nó chính xác. Để cho nó thẩm thấu được dược vật đồng thời cũng có thể đảm bảo đồ lửa bất kỳ lúc này thì vẫn còn quá yếu. Vì vậy bước đầu tiên phải luyện thể trước. Vừa khéo ta cũng biết được một nơi có thịt là một thánh địa luyện thể. Chính là nơi tờ thiền đã tệ xuống. Hóa diệm cốc. Tôi là ở hướng tây bắc huyền vật. là một trong thứ là định cấp ở huyền vật. không kém nhiều so với huyền cờ tầm vô lượng cùng Nơi đó khí hậu thì nóng nực, nuôi dưỡng quy tắc hội diệm cực kỳ nông bọn. Quy tắc hội diệm hóa thành hạt phân tán trong không khí, dùng hạt hội diệm để tồi thể, lại có tác dụng tối thực cực mạnh đối với thể phách của vò giả. Vì vậy mà thể phách tu luyện vò giả trong hội diệm có tường mạnh hơn so với những thế lực khác. Hơn nữa, vì nguyên nhân địa thế mà nghiên cứu tu hành hội diệm của bọn họ còn không phải là các thế lực khác có thể sánh được. Vì vậy làm sao để đưa thần hỏa rèn vào cùng cơ thở? Bọn họ cũng rõ ràng hơn bất cứ ai. Vậy nên không có nơi nào để phù hợp cho con tu hành đoan thở hơn là hỏa diệm cốc. Hơn nữa là vì có người có tầng hỏa đa số đâu sẽ phải trải qua một lần đoan thở của thần hỏa. Sự kết hợp sâu hơn của thần hỏa thì sẽ phải sử dụng thần lực tuyệt mất của hỏa diệm cốc. Tuyệt mật, thần lực chính là thiền lùi. Thiền lôi, một trong những thần lực sáng thế. Sở dĩ hỏa diệm cốc lại có thể tập hợp được nhiều hỏa diệm như vậy, nhiều thế kỷ không ta, chính là vì địa hình đặc thù của nó hấp dẫn thiên lôi đến. Bên trên trong cốc, quả năm bao phủ một lượng lớn thiền lôi, không ngừng đánh vào trong cốc, dẫn đến ngọn lửa trong cốc vĩnh viễn không thể tàn đi, mới hình thành kỳ cảnh hiện nay. Mà lôi thì là tồn tại cung nguyên tố thượng cấp của hệ hỏa diệm thiên lôi là một trong những thần lực cất cùng nguồn gốc với thần hỏa dùng thiên lôi đoàn thể lần hai thì có kỳ phù hợp ừ, hoa ra là gì vậy à? mà âu dương già lại là thế giàu của Hốc, cốc chủ hỏa diệm cốc lại cộng thêm bản thần ngọc ngà cũng là một luyện đàn sư cao dài đi với cô thì cũng có thể giúp đỡ cho cô dần ừ, ừ dân. nói rồi giáo mọi chuyện rõ ràng rồi thì ta cũng đồng ý rồi các người gan cơm đi tới những người gửi trước đi Dân Sao mà còn lại không ngủ gì Người có tâm sự à? Không có Chỉ là ta cảm thấy Sư phụ có hơi khác thường Biết hiện hôm nay có sư phụ Thì qua nóng rồi Nói như mọi chuyện thật sự như bài nói Chỉ vì một vài vấn đề Về viện cùng ứng dược liệu thì căn bản không cần phải sốt ruột như vậy. Huống hồ gì của thì còn là một năm nữa mới đến. Nói thì như vậy thì đúng thật. Hôm nay tiền tử nói nhiều hơn bình thường. Hơn nữa trong 10 vật thì năm vị sư phụ của ta mỗi người một mạch. Chuyện lớn, nhỏ, mới miệng chỉ nói một câu. Nhưng mà lần này sư phụ ta thay đế ta ra mặt. Cũng không nhờ tới bốn vị sư phụ khác. Ở trận lại bên trong có điều gì đó khó nói. Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Ta muốn nghĩ nó cái đầu rồi cũng nghĩ không ra. Rốt cuộc là gặp phải viện Phước gì rồi chưa? À, nói. Ừ. cứ, như vậy đi. Đây là cô hàng lúc trước đã đồng ý với người. Hy vọng người có thể vẫn chấn lên. Hả? Nè, Ngày mai cũng phải dậy sớm đó Màu. Mới đi ngủ đi ừ. Hẹn Hẹn hò thì phải hồn môi sâu à, Nhìn ta giống cái loại háo sắc lắm á Nhìn ngọc tiểu thư Cô thực sự là đại tiểu thư chưa từng ra của sao? Có phải cô đã hiểu bước lịch lạc gì Với cái chuyện hẹn hò này không vậy ừ. Sao nào Hôm thì cũng hồn rồi Người còn không hài lòng sao Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta À đi đã, cô nghe ta giải thích nó này. Ta một đợi anh mình của ta, nếu như trị ra ngoài thì sau này còn ta gái cái kiểu gì nữa đây? À thì, à, còn lăn lộn cái kiểu gì đây? Lục nhị, mọi chuyện đều nhớ cả vào con. Huyền vật không, tương lai có mười vật đều vô hết cả vào còn đó. Xám rầu, sư phụ có thể rùi, Sư phụ à, đồ nhi, ta biết người nhé. Uhm. Lục nhi, giữa vật còn hết đấy. anh mất có gì tiền tử, đúng là tổ hòa. Thuyền đích thân bà ấy ra, chắc là thấy khí phát rồi, đương nhiên rồi. Mà do ít như nhiều thì cũng là cô là danh tộc, danh môn vòng tộc. Lẽ yêu cầu của họ gì tiền tử, đương nhiên phải lấy ra được phi thuyền có vị cách cao nhất rồi. Đúng là rất nhanh, xem ra chiều tốt là có thể đến chiều tối là có thể đến được Tuyết phồn Thành rồi. Tuyết phồn Thành, à, chúng ta đến đó là cái gì? Hóa diệm cốc nhìn hoành nằm nóng nực, tuy tiên qua đó đúng hơn là nói chúng ta, con thuyền này làm được bằng gỗ, sợ là không chịu đựng được, được. Vậy thì trạm đầu tiên của chúng ta sẽ đi là phòng Tuyết Thành. Lấy bằng lân thủy, rồi quét một lớp dầu kháng lửa cho thuyền, Thì mới có thể vào được hoa diệm cốt. Ồ, hóa ra là như vậy sao? Chân quà, chuyến này đi, còn gì phải dùng tới phi thuyền chứ? Rõ ràng là cách truyền tống tròn mà. Rồi cụ sư phụ đang nghĩ cái gì vậy? Chuyến đi này cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó? Sư phụ, chúng ta tới rồi. Tuyết phong thành ở phía trước, đến đi tuyết phong thần. Wow, quá đẹp có đi, đây hoàn toàn là một tòa thần làm từ băng mà, đúng là quá đẹp. Đây không phải là băng phong bình thường. Băng của thành này là hiểm băng được gia cố bằng nội lực của thiết bài phu nhân, thành chủ rồi. Năm tháng thì đang đản hấp thụ linh lực, công kích thấp hơn cũng là thánh vương cấp thì không làm được gì đó đâu. Ừ? Nhân hạ tiền xuống đi, tới công thể chờ nó nữa rồi Muốn xem cảnh quan của thầy này quá đi rồi, đi rồi Đi ra Tình huống không đúng Lột thật, ngươi cảm thấy gì chưa à, Giống như là chủ nhân nghĩ Giống à, Có gì đâu không đúng hay sao Đi Phá cái trò chơi quỷ quái này đi Dừng Chấm thần kiếm pháp Cái gì? Sư phụ à, người ngươi làm cái gì vậy? Thì rồi lần này Tuyết Phong Thành sẽ tìm cho ta cái chuyện cho xem. Nhìn lên cho ta phải rời đi trước khi Tuyết Phong Thành tìm tới mới được. Không ai dám đến đầu yên tâm đi. T tại sao? Tại sao là rất đơn giản. Bởi vì tiết Phong Thành trong miệng các người đã diệt vong rồi. Chào, sao lại thế này? Tiếp Phong thịnh một trong thập đại thành nhân đại danh thần huyền vực vong rủi. Chẳng phải lúc nãy nói là Tiếp Phong thành có tương bàn tình kết, kết tình từ đình trí của thành chủ hay sao? Đúng vậy đó. Mà như vậy thì ai là người công phá chưa? Mấy người họ Tạ thì ta cũng không biết hơn nữa lại còn bị thuật che mắt. Người thi triển được thuật rõ ràng không muốn cho người phát hiện ra tuyết phong thành này đã bị tiêu diệt rồi. Đúng vậy, nếu như có người có thể tiêu diệt được sạch tuyết phong thành thì cho dù có người báo thù thì cũng không đáng sợ lắm. Chẳng lẽ người này muốn che dốc cái gì đó? Ví dụ như là chân cứ. Chân cứ cũng có khả năng đó. Lưu thần à, phía dưới còn có người sống không? Tôi không cảm ứng được bất kỳ một người sống nào hôn tụ chắc chắn đã chạy rồi. Nói ra vậy thì mời tiều hạ xuống thuyên xuống đi. Dân. Chúng ta xuống dưới điều tra rầm rũ thế này có phải là cô trường quá không? Nói như ông tủ vẫn ngồi gì đó. Không. Một tiêu của chúng ta không phải là điều tra cái quái gì cả. Trong vòng một giờ ta vào dân tiểu thự. Mai thiệu và lên luôn. Phân ra hai nhóm hành động tìm được băng lân thủy và sơn phòng nhiệt trước mới quan trọng. Ờ, à, hóa ra là như vậy. Nếu như trong vòng một canh giờ không tìm được vật, thì lập tức quay thuyền lại, không được kéo dài an toàn vẫn là số một. Biết rồi. Ok, cứ vậy xuất phá đi. Dừng. Đường nhìn, chuyên tâm về phía trước. Mục tiêu của chúng ta là sơn chống nhiệt À biết, biết rồi Mai Tiêu đã nói với cụ Chúng ta phải đi đâu tìm đồ chưa À chắc là trong sườn thành đông Chính là bên kia Sơn chống nhiệt là đặc sản của Tiết Phong Thành Chỉ có bên kia mới sản xuất ra được Rất dễ tìm thấy Được rồi Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng Lấy nhanh rồi chạy Dân Hoàng cung Tiết Phong Thành Người chắc chắn là băng lân thủy ở đây chưa? Còn sai đâu. Băng lân thủy chỉ có tuyết mai phù nhân mới có. Nếu như muốn tìm thì phải tới hoàng cung. Chỉ là kiến trúc nơi này quá phức tạp. Sắp hết mẹ của cánh, một cánh giờ rồi. Chúng ta phải nhìn chân lên. Ui, nguy rồi. Mày tiêu. Nguy rồi. Nhà dọc còn gặp mưa rào. ai? Đừng có giá thường giao quỷ nữa Lần ra đây cho ta Ê, Cái gì Đó, đó là ừ, Ui rồi 84 Ui rồi Sư phụ màu ở đây linh lung sẽ nói chuyện rồi ừ, Chuyện gì vậy? Không cẩn thận rơi vào bẫy kết quả Thì tất cổ linh lung rồi Vừa rồi cô chuyện tới một tiếng cầu thảm Anh như là gặp chuyện gì rồi Hả? ông à, tư thường Cô tiếp tục lấy dầu tại đi xem thế nào Được Chẳng lẽ phản đúng lúc trước Cô lục thần sai rồi Tòa thân này vẫn còn người khác à Lên luôn Kiến trì lên tới rồi ai <laughs> dốt cô lại lì lùng bị ngươi lâu cái gì rồi đừng không chỉ nói lì lùng đó ở đâu hả do vậy dáng vẻ người là lãng chờ ta đúng là đáng yêu mà nè nè có lời cái trò gì vậy? À không có gì nhằm chán quá nên ta đùa một chút cho vui thôi. À được rồi, ta sai rồi, ta sai rồi mà. Nhưng dáng vẽ vội vàng đỡ của người, ta cũng rất tự trách. Dù sao thì xung quanh đây cũng không có ai. Hay là để ta xin lỗi người đang hỏi nhá có được không? Cô còn đang nói cái quái gì vậy? Ta nói gì? Người không rõ hay sao? mươi lăm Sư phụ à, lên lùng sáu rùi À để con ngâm lên ngồi đợi hà sắp chiên thì rồi con Gì đã úi lại cho ta Một cân giờ sau Lên lộ gọt sáu thì tốt rồi Đừng có mà tự ký nồng nặc như vậy chưa Đúng vậy đó Đã tìm thấy vật liệu sơn lùi Băng lân thủy thì cũng đã Được lên lùng vô tình Phải hiện ra Mọi người lên lúc về vẻ, vẻ lên Ta vẫn cảm thấy cái gì đó không đúng Có từ sự còn có gì giấu tôi chưa Người nói gì Ta vô tình phát hiện ra bằng lần thủy Nghĩ chuyện nhiệm vụ đã hoàn thành Nên đùa hát một tiếng mà thùy Sao người nhỏ nhàng thế Cô chắc chưa Hả chắc sao vậy Kỳ lỡ vô tất Ta vẫn cảm thấy cái gì đó không đúng À được rồi có người người yên chạy hôm qua Ta dùng nhân cách nên đảm bảo có được chưa Nếu như tôi lừa người cầu nào thì ta chết cùng nhắm mắt nghe rùa dối. để nhận thí nghiệm đã thành công rồi huyền lớn tiếp phong tình đã thoát thoát thủ hoàn toàn mà chưa tới 2 ngày ừ. vậy tình hình truyền bá thế nào rồi ngài tâm đi lưu trước đó thì ta đã rải rác ít thơ thị nghiêm khác ra huyền vật rồi và đã dẫn được sự chú ý của hoa Diệp tiền tử có lẽ không bao lâu nữa tin tức huyết phong thành đạo thủ sẽ truyền ra ngoài. Sẽ lạc ra khắp 10 vật theo những người tới điều tra thôi. Rất tốt, rất tốt. Suy chất cùng thì người vẫn thiếu một bước. Cơ rồi, người văn sự à. Năm đó phong ấn của bọn ta đi có từng nghĩ ở nơi cồng vèo này bọn ta đã tiến hóa tới mức người khó có thể tưởng tượng được. Lần này không chỉ là người và bất tử hóa tộc của người Tôn bố môi vật đối với quỳ dưới chân của ta Nguyên rủa dưới chúng của ta <laughs> Ngày thứ ba đêm thứ hai Và sao đẹp quá Nè mau đến xe đi thật sự rất đẹp đó Hoàn toàn khác với những lúc trước Nhìn thấy dưới đất Tôi vẫn không thấy bạch lên lùng có vấn đề Tôi nói kính cách quỷ không phải là kiểu náo loạn không nhìn thấy trường hợp. Đó là thứ nhất. Thứ hai, tôi bố sự việc ngồi của ta ra thì quá mới tuần lợi. Tuần lợi khiến cho ta thấy không tự nhiên. Nói vậy thì cũng đúng thật. Cơn tốt cô ấy cũng không ăn. Hình như sau khi về cũng luôn tránh mặt chúng ta. Cô cũng thấy như vậy sao? Nhưng mà cho dù tính quỷ không đúng Thì ta cũng nghĩ quỷ sẽ là người xấu Đây chính là nguyên nhân tờ thời dài nếu chưa gọi hí có, có một đồ chính với ta ta giết luôn là được nhưng mà nhưng mà gọi hí còn nợ ta ai kiện thân ký ta giết cô ta rồi thì đâu đi đâu đó đòi đi chứ <laughs> không ngờ người cũng đáng yêu quá nhưng mà mặc dù dáng vẻ người lo lắng cho hàng người của cô ấy nhưng lại cứng miệng rất đáng yêu nhưng ta lại thích dáng về thằng thắng của người hơn yên tâm đi Linh luôn không phải là người xấu Chắc chắn cô ấy có gì đó khó nói Ngày mai ta sẽ đi cùng người hội cô ấy cho rõ ràng À Vương Tây Thư à Gọi ta lại ngọt ngà là được rồi À được rồi Vương Tây Thư Người ấy ừ, tức chết rồi <laughs> Thì ngày mai gặp À được lên luôn ngột ngà lên lòng à. cô cô nói muốn làm cái gì vậy? Muốn làm gì vậy? Cô đoán xem. Lên lòng thả tôi ra. Cơ chí của lên lòng không bình thường. Gián vẻ cũng luôn lắm. Cô ấy làm sao vậy? Chẳng lẽ có liên quan tới lần ở Tiếng phong thành kia. Nơi ra như vậy thì anh nói quay trước. Rồi thông báo cho lục công tử. Ở dưới tỷ à, ngươi như vậy là không ngon ngọn đầu. Vốn dĩ cũng muốn tráo đùa người một chút kết quả Cô lại không hiểu phong tình như thế này Lên lùng còn đúng Người không phải là lên lùng Người rút cuộc là Tất lại không quan trọng Quan trọng là sẽ biến người thành như ta nhanh thôi Điện Đi đi Ôm hợp đó tiếp nhận nó sau đó Đến lúc đi có thử của người Tiêu hát tử để lù ra sơ hở rồi nhỉ Quả nhiên giống như lời lục còn tự nói Cái gì Lưu con Tử Lưu thần, Lưu thần, Nguy rồi Ê cha Ngươi phát hiện từ lúc nào Rõ ràng ta đã dấu rất hoang ý rồi mà phải chưa Hoang ý à? Vậy thì ngươi đánh giá cao bản thân quá rồi Ta không muốn nhiều lời với người Nhưng cho dù người một giây Thì rơi khỏi người gọi tới còn xem xét giữ cho người là một mạng nô no, không dâm đức đó đảm bảo người sẽ chết rất thừa thảm chi tiệt bọn ta chỉ là một thành trần cơn thôi mà không dám rồi với huyền rủa với bọn ta chết đi chưa nhận có còn ra tay không không còn đầu báo với các thơ linh lung quan trọng hơn để ta đích thân tự ra tay nếu ngươi đã không biết quay vào là bờ Vậy thì đừng trách ta không khách ký Không à, hòa tử lô tình Hỏi lại người một lần nữa Cục hay là chốt Ôi mà tiêu đấy là chuyện gì vậy chúng ta không biết được một lát cảm giác nóng được này chân lên là chúng ta đến nội cánh hóa gì mà cốt rồi sao hỏi lại ngươi một lần nữa cút hay là chết mày tiêu đây là chuyện gì vậy ừ, ta cũng không biết nữa Đâu một lát nữa cảm giác nóng được này chẳng lẽ là chúng ta đã đến cái nơi họ diễm cốc rồi sau, Tám vần là sóng nhiệt, phía dưới đàn thổi vào phi tuyền. Ý hậu của nơi này quá cực độ. Cho dù là lớp chống nhiệt cường độ của sóng nhiệt thì vẫn sẽ khiến cho thuyền mất công bằng mất. Tôi sẽ đi điều kiện phương hướng thuyền bằng thủ cộng. Ở dương ti thư à? Tây ta thu buồn À được rồi là màu tuyệt đối không có sự số ừ, đúng là trời không, không tin được người mà <laughs> thì tử, Tất tự nhỏ người mạnh hơn ta nhưng mối thù này thì với người rủa bọn ta đã nhớ rồi sau này chúng ta sẽ gặp lại thôi nghi rồi thì tử, lần sau gặp lại người sẽ còn may mắn như vậy được nữa đâu đến lúc đó chúng ta lại phần cầu thấp Ui <laughs> <laughs> tại sao còn cũng chứa được nữa rồi Ở duyên thì thử bên cô thế nào rồi Không được rồi Cái cánh bơm giữ phòng này quá nặng rồi Tới nhất tôi không thể kéo lên được Nguy rồi Thuyền mà không chế rồi Sắp lật bánh rồi Ờ để ta giúp ở mà bây giờ thì sao Không, không chết được rồi rồi Tuyên khó bụt căn bằng rồi Như vậy thì chắc có thể chống đỡ Đi đùa được trồng cốc Lâu con từ à Ngồi ở đây vậy ở linh luôn tí thư đâu Chạy rồi Chạy rồi Ý của ngươi là Cô ta đánh thủng đáy thuyền Chạy rồi nhưng mà bây giờ không phải lúc bàn về vấn đề này Mai Tiều ra đi đón khách nói vậy thì đúng là hành vi do giới thuyền của người rủa gây ra mặc dù tin đồn về giới người rủa thập vật tự ít nhưng mà đa số đều giống nhau người đó thì đều là có sở trường dùng độc nơi chúng đi qua thì ôn dục hoàn hành một con cỏ cũng còn sống được nói như vậy thì ý của ngài là sự quá dị của linh lùng là do nhiễm phải ôn dịch ở dưới nguyên rủa sao đúng vậy chẳng quá là cổ độc có thể đọt tầm phách của con người thế này thì lần đầu tiên ngài nói tới với nguyên rủa này e là có ý đồ khác nhưng mà mong các gì yên tâm đi ba vị khách quý của Hòa diêm cốc phụ thân của mài công tử cũng là bạn cũ của gặp sự chuyện này lại xảy ra ở trong cốc chúng tôi mà chúng tôi nhất định sẽ đưa cho cô gái bị nhiễm kia về xin yên tâm đi không còn đâu chuyện này không đơn giản như vậy đâu ta cho rằng trong đó có vấn đề sâu hơn tính kết lâu dài sẽ càng ôn thỏa hơn ừ ở à, tí thư của ông sao chưa? ở à, công tử cứu ta Tôi vốn là một tù tiền giả vô tình đi làm đồng cốc. Bị liên họ đốt cho thần trí không định táo. Công tử ta tiểu thư. Công tử ta cấp cộng xong rồi. Người nhất định phải giúp ta. Và giúp người ta đã. Ta tính mạng của ta dưa hết vào người đó. Chỉ còn người cứu ta. Có thể của nội già sẽ thuộc về người. Ở tiểu thư đang lời rồi. Người không tin ta sao? Đã nghe. Đêm hôm đó Không hổ là đi giới quanh Nam bị bao phủ bởi nguyện ngọn lửa Đó là đêm khuya rồi Mà trời vẫn dưới trời chiều tà Kỳ cảnh của họ diệm có cũng cổ như là một trong thập tuyệt của huyền vật chúng ta Nếu như gặp mưa thì nước mưa rất vào đồng cốc Làm cho bốc hơi một lượng lớn hơi nước Càng ngay càng giống như là tiên cảnh nhân gian Chẳng qua chỉ là nhân gian tiên cảnh nóng hơn thôi Thật là ngưỡng mộ hai người quá con có hứng để xem phong cảnh cũng không biết bây giờ lên lùng như thế nào rồi Âu Duyên đi thừa à Cô đừng có buồn ai, Sao ta khó chịu Không khó chịu được chưa Lên lùng cùng chú hòa nàng với chúng ta Ở trong vạn trùng phòng Mà giờ như có ý trúng cô độc Sao ta có thể ai. Ta từ sự không hiểu Lô công tử tại sao ba ngày người lại từ chối Sự giúp đỡ của người của họ Diệm Cốc Chẳng lễ Quỳnh thật sự Không lo cho lên lùng một chút nào sao nếu như có thể cố thì ta không hỏi do dự Nhưng chuyện này không đơn giản như vậy đâu Đó, đó là Đây là một loại cổ vật nào đó Mà Linh lung lại để lại trong cơ thể Lúc thần khi đánh nhậu ở đáy thuyền Sau khi ta phát hiện ra Thì nó đã hút ra khỏi người lục thần Hút ra từ người của lục thần sao Đúng vậy đâu Chủ nhận lo lắng Cho ta lắm đó nhà ừ, Tại sao Nè hai người đang nghĩ cái gì vậy Lột thần đang nói vậy à Quay lại cho ta Suốt ngày nghĩ cái gì vậy chứ Ta vừa cô ta lại trước bù linh hồn Tự nhiên là chuyển dịch mầm độc từ ý thức qua Dùng chữ hút chẳng qua Chỉ là một ví dụ thôi Ai... Ô à, hóa oh, ra là như vậy <laughs> à Nói về chuyện chính à, Sau đó thì sao Sau đó ta đại nghiên cực kỹ Lượng mầm độc này Hình à, như nơi có ý thức riêng của bản thân hơn nữa có dục vọng mãnh liệt ban đầu thì lúc mới truyền vào tay thì ta ra bằng ngày chỉ là một trăm nhỏ nhưng ngắn ngủi có nửa ngày thôi đã phát đến diện tích này rồi vì vậy ta liền bắt đầu nghiên cứu cấu tạo của nó ý đồ là tìm được nhược điểm của nó đúng như vậy đó lúc nãy trước giờ cầm tối ta đã thử 72 cách cuối cùng cũng mới hiện ra được nhược điểm của chúng nhược điểm ở đúng vậy Lo lửa hỏa thần Còn nhớ lúc trước sư phụ đã nói không Thần hỏa tiên tính hung ta Hơn nữa Con vì nó mà sản vật mặt trời đất sinh ra đầu tiên Trong pháp tắc tự nhiên và một tương sinh tương khác Tự nhiên cũng là tồn tại thường cấp Đồ phó với mầm độc này Tự nhiên chỉ giới như trở bàn tay Nhưng mà với công lực hiện giờ cô ta Dùng thỏa Thần hỏa đốt mầm độc không thành vấn đề Nhưng mà chỉ là đốt có giới hạn nếu như linh lùng chỉ là một người qua đường giờ tay đốt cô ta thành trò là được. Nhưng mà vấn đề khó nhất này là thứ nhất. Thứ hai, mầm độc này có thể tầng thầm không biết. Quý cũng còn hay đi vào cơ thể của lô thần chỉ tiếp xúc qua với cô ta. Nếu như ta tì, tì để cho cô ta vào hoa diệm cốc thì tìm tương tích của cô ta. Nếu không may, khiến người trong cốc nhiễm loại mầm bệnh này thì chẳng phải là ta tự tìm ngược hay sao? Nói như vậy thì cái này rất giống với một loại mầm độc từng chỉ ra ở vùng hoang vực. Năm đó thế như lời cha ta cỡ thì trong hoang vực là một tòa thành. Không biết tại sao lại đồng viên cổ để truyền vào một loại cổ độc không biết tên. Mà người bị nhiễm nhanh chóng bạo tử. Những người bị nhiễm thì sau khi chết như bị cường thự, thì bò dậy tập kích người sống để mầm bệnh truyền bá khắp nơi. Dù gì đi nữa thì nếu như người thân đi chết sau khi nhiễm bệnh Thì cho dù có tình cảm xấu đầu như thế nào Thì cũng biết là cô ta đã không thể cố được nữa rồi Tỷ lệ truyền nhiễm sẽ giảm đi nhiều Nhưng nếu như mà cô ta còn sống Nhưng mà trở nên không ổn lắm Thì trong tiềm thức của người sẽ cảm thấy có thể cứu cô ta Cảm xúc lo áp lý trí Điều này luôn vô tình khiến cho độc cổ lây lan Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cho Tiết Phong Thành suy vong Vậy chúng ta càng không thể để cho mặt lùng lịnh không lo. Bất luận là đối với cậu ta hay là dân chúng ở trong hội diệm cốc mà nói, thì chúng ta tuyệt đối không thể để cho người Của chối nguyên rúa tự ý làm bẫy. Đúng vậy, công hữu là đủ để mà ta nhìn trốn. Nhưng mà chỉ có nhiều khí thôi thì vẫn chưa đủ. Sư phụ à. Tôi đây rồi. Ta không giấu diêm nữa nói thẳng luôn. Đối sách thì ta có rồi. Nhưng mà rất mạo hiểm. Con cái người giúp đỡ. Công tự yên tâm. Chỉ cần cốt được liền lùng thì ông cả cám tâm tình nguyện nhảy vào nước sụn lộ bổng. Ta cũng vậy đó sư phụ à. Mà đối sách của người nói là cái này chẳng phải ở ngay trước mắt đó hay sao? Hỏa diệm cốc. Thì tử, người nói cái tính trộm gà ở trong đó sao? Đúng, lắm đại ba à. Ản chỉ là trộm gà nhà, ta, nhà ta, mà con đến ta thành như thế này nữa hết màu giúp ta đi gì vào hãng đi. Được rồi, mọi người đi tới tớ dầu Đây chính là kế trộm gà mà người nói sao Ở đây đã, người muốn làm gì, mọi người Cứu Ừ, người đến không ít hả Bởi kiến trụ mẫu Người làm tốt lắm kết trơn tật quần phải đưa tiếp tục có đưa số người đông như vậy thì một ngày nào đó bỏ chiếm toàn của vực hội Diệm cốc cũng không thành vấn đề Giờ hy vọng của giới nguyên rủa tâm nhiên của Trung mẫu đã được đạt đến đơn minh thành không thể nào ngăn cản được chúng ta Tôn bộ thập vực cúng đang đừng không có ai ngăn cản được chúng ta sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng chào đón chủ nhận danh thế, vì lúc đó toàn bộ thập vật đều sẽ bị chịu nhận thốn phệ quấy về hư vô ngày hôm sau sáng sớm chứ gì à có lẽ chứ gì đã biết được quỳ cũ của phòng già hỏa diệm rồi hả quỳ tóc hỏa diệm ở trong đó nằm động sinh ra một lượng lớn hòa tình nhưng mà họ tinh này đều có lực chiến đấu của vườn cảnh và hoàn cảnh vì vậy khi tôi luyện thợ phách hy vọng mọi người chú ý an toàn nếu không thì chúng tôi không thể nạp trả lời trường bối của mọi người được sư phụ à, người tự sự xuống đó sao ừ. nơi này cho ta thang tiền ít quá Đi rồi thì cũng lãng phí thời gian Nhưng mà các người thì khác Tu hành ở trong đó không chỉ là có thể nhanh chóng tăng tiến thực lực Lại còn có thể tăng mức độ chịu đựng nhiệt độ cao của các người Nơi tôi phải đi còn nguy hiểm hơn cả nơi này nữa Giống các người đi theo ngược lại là hại các người Vì vậy không bằng để cho các người ở đây tu luyện đời ta xuất quan Ôi nguy hiểm quá Vốn dĩ hấp thụ thiền lùi rèn luyện thần hỏa Chỉ còn chỉ dính tâm ngày Thì từ từ tiếp nhận thiền lùi tỷ lệ Tân bước rèn luyện thân hòa hình thành Cho dù tình huống cấp bách Thì cũng không được liệu mạng xong qua đến thiền lùi tháp Chưa đơn đưa thiền lôi đánh xuống Thì đến tục 12 canh giờ Còn chưa từng nghe qua Cái dù gì thì thiền lội cũng còn kém hơn So với những số kiếp khác Lùi kích tu hành cho dù là người có thánh già cạnh Thì lên tập chiều nam thần lôi kịch Thì cũng lên ít chịu nhiều, nhiều Thời gian không đợi được người mà Tôi không tin mầm đầu Cứ thế mà chỉ thần thể linh lần lâu một kẻ lương thiền Và lúc này có lẽ Nó cũng đang lợi nằm mù Nếu như tôi còn ác Thì vẫn thắng ở đâu ra Ông cũng vật vả rồi Trong thời gian tôi tu hành Thì mong tăng cường phòng bị của họ diêm cốc để cho mầm độc xâm nhập yên tâm đi lục quân tử à. ta nhất định sẽ vòng bị nghiêm ngặt đảm bảo một con rùi cũng không lọt sư phụ đồ đệ nhất định sẽ công phụ sự kỳ vọng của sư phụ lúc công tử chuyến đi này nguy hiểm mong người phải cẩn thận không ngờ tỷ tự này lại tội gàn tới như vậy với ba ngày bán mật mà <laughs> vậy thì ông thích thì ông không hiểu được mỹ lực của sư phụ ta rồi đấy <laughs> Một tí chúng ta đi Ờ à, vậy sư phụ à, chúng con đi đây Ừ Châu quá ngày sau Mà không gặp thì không về Dừng Đây chính là thiền lội trọn Hòa diễm trong hòa diễm cốc Được thanh thanh từ thiền lội thầy Này đánh xuống rơi vào lòng đất Những ngọn lửa nguy sơ này được sinh ra chỉ lần theo địa mạch chảy tới mọi ngóc ngách của họ Diêm Cốc. Mà lúc công tử à, mặc dù ta biết sự việc đã tới nước này, nhưng trong lòng người đương nhiên là có tin toán. Nhưng mà ta vẫn hỏi một cậu, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Hừm, ngôi ta đã chuẩn bị xong chưa? Vậy thì chỉ có thể nói, ngươi vẫn hiểu, vẫn không hiểu ta lắm. Ta là ai? Ta là đại mà vườn thanh vật lục thần. Thứ ta muốn, không ai có thể cản được. Cho dù là thiền lôi Chỉ cần ta muốn Thì cũng phải quỳ xuống cho ta mười một Bá đạo